Rất cảm ơn khán thính giả Dũng Bộ Hình để xem tiếp phần 2 của chương trình bình luận thời sự Vicow TV. Chúng ta thấy cuộc chiến tranh thương mại của Mỹ đi từ cái chỗ chiến tranh thương mại đơn giản đánh thuế quan với nhau, giờ nó lây ra tới vấn đề Iran, Iraq, Bắc Hàn, nó tới rồi Biển Đông, nó tới luôn cả Hồng Kông. Thì bây giờ nó sang tới vấn đề lĩnh vực khác là thuốc. Hiện giờ chúng ta thấy là Mỹ đang phàn nàn nói rằng là Trung Quốc không có giúp đỡ hay là thả để cho cái thuốc gọi là cái thuốc chống đau mà ở bên Trung Quốc nhập lậu vào là cái thuốc fentanyl. Đây là một cái loại thuốc mà phải nói rằng là Trung Quốc nhập lậu vào nước Mỹ, không phải chính quyền, nghĩa là những cái công ty sản xuất họ đưa vào Mỹ, họ bán một cách rất là chạy. Thì cái địa thuốc này đó là một cái loại thức trên nguyên tắc nó là giảm đau, giống như chúng ta uống siro hoặc là uống Tylenol, uống là Advil vậy là nhưng mà cái chất giảm đau đó nó dùng cái cocaine hoặc là heroin trong đó quá liều. Tất cả cái thuốc ngủ, thuốc giảm đau đều có, nhưng mà nó dùng quá liều, do đó cái người dùng cái đó họ cảm thấy nó rất là kết quả, tại vì nó làm cho mình phê, mình không đau thôi chứ không hết. Và uống lâu như vậy đó thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Và Mỹ đã lên tiếng tố cáo rằng là Trung Quốc muốn phá hoại cái đời cái dân tộc Mỹ bằng cách làm cho nó suy nhược. Bởi vì một bộ phận rất lớn uống cái đó thì nó sẽ suy nhược. Giống như là ngày xưa Pháp họ vào Việt Nam, họ cho người Việt Nam bán á phiện, người nấu á phiện thành cái dân tộc nó suy nhược. Người Anh họ đưa vào Trung Quốc họ cho bán á phiện thả máy, thành ra cái dân tộc Tàu bây giờ là suy nhược, toàn là hút á phiện không, thì cả một thế hệ nó bị suy nhược. Và thì khi mà cái chuyện này xảy ra thì năm 2012 cái cơ quan quỹ ban chống ma túy của hai nước đã họp nhiều lần và yêu cầu là Trung Quốc phải tìm cách bắt. Thì Trung Quốc họ nói rằng là họ sẽ tìm cách, nhưng mà phải nói đó là cái chuyện lậu, cho nên không thể nói là Trung Quốc là dung dưỡng. Nhưng mà họ nói họ tìm không ra thì sao? Thì Mỹ đã đưa cho Trung Quốc một số những cái đường dây, những cái nơi, thì trong những cái số đó là cái chuyện cái người bắt và xử lý đó là Trung Quốc, chứ Mỹ đâu có quyền vào nước đó bắt. Và nó kéo dài tới bây giờ, tới 2019, thì phải nói rằng Mỹ than phiền rằng là Trung Quốc rất là tiêu cực trong cái chuyện này. Mình suy nghĩ một cách hơi cánh cách là dè dặt là Trung Quốc họ cố tình họ làm như vậy, chứ không phải là họ làm không được. Bởi vì ở nước cộng sản đó họ muốn triệt cái gì internet là cái gì đó, Facebook hay bất cứ cái gì là họ có thể bắt hết được. Tại sao thuốc mà sản xuất như vậy bắt không được? Muốn sản xuất như vậy thì phải làm cái công ty rồi bán qua Mỹ, chứ không phải bỏ túi được. Ở Mỹ này là chúng ta thấy là mấy cái đó nó bán ở ngoài quầy tự do, thành ra người ta uống rất là nhiều, rất là nguy hiểm. Cái điều này cho thấy rằng là trong cái cuộc chiến tranh thương mại, người Trung Quốc không từ cái gì, họ dùng tất cả mọi cách để họ đánh cho Trung Quốc, ấy đánh cho Hoa Kỳ. Mà cái này họ đánh vào một cái nguy hiểm hơn, đánh vào một cái cả một cái dân tộc Mỹ. Nếu mà trong mấy từ 2002 mình đã nói, bây giờ 2019 mà có thể trước đó nữa, chính quyền đâu có biết hết là bao nhiêu nó nhập vào đây. Vì do đó chúng ta thấy là đánh cả vào cái sức sống của một cái dân tộc Mỹ, mà chúng ta thấy mấy người da đen, mấy người nghèo rồi hút cái nhiều. Gần đây chúng ta đọc báo, chúng ta thấy các cái phạt Messi nó vô nó ăn cắp, nó phá, nó ăn cắp cái gì, nó lấy cái thuốc mà thuốc ho đó, thuốc ho mà bán mà có toa đó, nó gì nó uống. Mấy người xì ke là họ uống nhiều liều lên, họ thấy không cần hút xì ke. Thành ra mấy cái này chúng ta thấy đó là một cái nguy hiểm. Cái gì người Tàu cũng có thể làm để mà làm cho Mỹ bị thiệt hại. Và cuối cùng ông Donald Trump phải khuất phục. Thì chưa biết cái chuyện này nó ảnh hưởng tới đâu, tới cái thương đàm sắp tới vào tháng 10. Thưa anh Viên Huy. Vâng. Cái chất mà fentanyl đó là một cái dược chất mà chứa nhiều độc tố. Và nhất là khi mà pha trộn cùng thêm với lại các độc tố khác như là á phiện hoặc là heroin. Thì nó lại trở thành một cái độc tố. Như chúng ta đã biết rằng là muốn giảm đau đó thì thường thường các bác sĩ là cho phép các bệnh nhân mà giảm đau được dùng những cái loại á phiện
Và cái đó là theo cái lượng liều lượng mà bác sĩ tùy theo cái tình trạng thể chất của cái bệnh nhân đó mà cho, chứ không phải là có thể cho được. Và người ta thường thường là người ta hạn chế uống, thì khi nào mà giảm đau, bớt đau thì không nên uống nữa. Giờ ở đây á, thì cái chất fentanyl này là được bán vào, trước đây thì được bán tự do nhưng mà bây giờ thì cũng bị FDA là can thiệp rồi. Nhưng mà cái chất là cái chỗ là thế này, nó là giảm đau mạnh hơn cả những cái áp viện từ trước đến nay. Và cái thứ hai, cái viên thuốc nó lại rất rẻ, cho nên là cái người bình dân họ sẵn sàng họ tiêu cái đó. Thuốc rẻ mà lại chưa làm giảm đau hay hữu hiệu nữa thì làm sao? Và vì thế cho nên mới có cái thị trường là bán lậu cái thuốc đó ra. Và bán không cần phải cái toa bác sĩ cũng vẫn mua được, thì cũng giống như là người ta đi mua thuốc trích thôi. Thì thưa quý vị, cái này á, thì cho nên là cái chính phủ Hoa Kỳ là yêu cầu bên phía Trung Quốc phải can thiệp vào, cùng gánh trách nhiệm với lại Hoa Kỳ về can thiệp từ gốc, là bởi vì ở đây cái chất fentanyl này thì gốc ở Trung Quốc chuyển sang Hoa Kỳ chứ không đâu khác. Và bên phía Trung Quốc thì cũng đã công nhận, cũng đã thỏa thuận là sẽ cùng Hoa Kỳ mà ngăn chặn cái không có đưa thêm vào fentanyl vào Hoa Kỳ nữa. Nhưng mà tất cả những cái lời đó chỉ cái lời hứa, nhưng mà khi mà thực hiện thì họ thực hiện một cách lơ là chứ không phải là một có im. Cho nên người ta mới thấy rằng là đây là một cái sự cố ý của chính quyền Hoa Kỳ, của chính quyền Trung Quốc, là bởi vì rằng là chắc chắn cái mối thù đối với phương Tây 200 năm trước họ không thể quên được, tức là cái chiến tranh Nha Phiến, gọi chiến tranh Nha Phiến, mà cái đó thì không phải ông Mỹ đâu có dính vào, chỉ có ông Anh, ông Pháp, ông Bồ Đào Nha, ông Tây Ban Nha mà thôi. Thì thưa quý vị cả, nhưng mà đều là cái dân da trắng cả, cho nên cái dân Tàu rất là hận cái chuyện đó. Và chính vì cái chiến tranh Nha Phiến ấy, cho nên đất nước Tàu đã bị chia năm xẻ bảy và phải chia từng phần đất cho các quốc gia Tây phương đó. Đó là một cái mối nhục, và cho nên bây giờ người ta nghĩ rằng là có thể chính quyền của ông Tập Cận Bình có thể biết chuyện đó, nhưng mà làm ngơ cho những cái tổ chức buôn lậu bán cái chất này vào Hoa Kỳ càng nhiều càng tốt, để mà đầu độc dân chúng Hoa Kỳ. Thưa giáo sư, bây giờ qua đến một cái tin, không biết nó có phải là một cái tin vui không, là bởi vì cái Bộ trưởng Thương mại của Trung Quốc vừa mới thông báo là Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ tái đàm phán với nhau vào tháng tới. Tuy nhiên Hoa Kỳ thì Bộ trưởng Thương mại cũng như là Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ thì cho biết là xác nhận là có những cái cuộc mà điện đàm với nhau, và hai bên đã thống nhất là cùng là sẽ ngồi họp lại với nhau vào tháng tới, nhưng chưa định ngày. Thì ở bên phía Trung Quốc thì cũng loan báo cái chuyện đó, nhưng mà không nói rõ rệt là vào ngày nào, chỉ nói là vào tháng tới mà thôi. Thì bên phía Hoa Kỳ cũng xác nhận là hai bên sẽ có gặp gỡ với nhau vào tháng tới. Ở đây thì người ta thấy rằng là trong khi mà Trung Quốc đòi hỏi Tổng thống Donald Trump nên dỡ bỏ những cái áp suất mới vừa mới áp đặt vào số 550 tỷ hàng hóa của Trung Quốc, thì thưa quý khán giả, trong khi đó Tổng thống Donald Trump thì vẫn giữ nguyên cái cương quyết cái đó, nhưng mà lại có những cái lời lẽ nó có vẻ êm dịu, hòa dịu hơn. Và trong cái đó thì ông hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa thì lại nhảy sang Trung Quốc và lại nói chuyện với ông Lưu Hạc, tức là một cái người mà dẫn đầu cái đoàn đàm phán đó. Thì sau cái cuộc nói chuyện đó, hai bên cùng thống nhất là cả Trung Quốc và cả Hoa Kỳ đều phải công nhận với nhau là cái chuyện thương chiến giữa hai quốc gia không chỉ làm thiệt hại cho Trung Quốc, Hoa Kỳ mà còn làm thiệt hại luôn cho cả thế giới. Và vì thế cho nên là hai bên cùng nhất trí, tức là ông Lưu Hạc đã nhất trí cùng với là hai vị thượng nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ là sẽ phải tiến hành làm sao để cho hai bên có thể đạt được một cái thỏa thuận nào đó cứu vãn cái tình trạng cho Trung Quốc, cho Hoa Kỳ và cho cả thế giới nữa. Thì hai ông thượng nghị sĩ này không biết có phải là đi theo một cái nhiệm vụ của Tổng thống Donald Trump không? Tức là chúng ta cũng biết rằng là Tổng thống Donald Trump hiện tại bây giờ đang có một cái thái độ hòa hoãn với lại Trung Quốc. Có thể là ông dỡ bỏ cái vấn một phần nào về cái sự áp thuế để mà đả thông được những cái khó khăn để cho hai bên có thể ngồi họp lại với nhau trong một cái không khí thoải mái hơn. Và vì thế cho nên
thì đây có thể nói rằng là một cái tia sáng đã lóe ra ở cuối đường hầm, và vì thế cho nên người ta tin rằng là trong tháng tới cái cuộc họp của hai bên ở Washington dù là chưa định được ngày, nhưng mà hai phái đoàn, các lãnh đạo của hai phái đoàn đã đồng ý là đã tuyên bố một cách thẳng thắn trước dư luận thế giới là hai bên sẽ ngồi lại với nhau và sẽ họp với nhau trong một không khí có vẻ thông cảm và thống nhất với nhau hơn. Thưa giáo sư, chúng ta thấy là cái chuyện mà thuế quan hiện giờ đối với ông Donald Trump đánh Trung Quốc, thì Trung Quốc đã mở ra một cái mặt trận khác là chúng tôi nhắm vào cái thời gian và bầu cử. Thì mãi đáng lẽ tháng 9 này sau cái hội nghị họp lần trước ở Thượng Hải thì tính trên nguyên tắc là tháng 9 họp ở DC, rồi bây giờ thì là tháng 10. Chúng ta thấy là Hoa Kỳ bị động hoàn toàn do cái Trung Quốc họ gọi điện thoại, họ nói là mình họp, thì Hoa Kỳ thấy là mừng rỡ. Bởi vì thời gian tháng 10, tháng 11, 12, tháng 12 rồi nó làm cho Hoa Kỳ 15 tháng 12 rất là sợ. Do đó cái điều ta thấy là Hoa Kỳ, ông Donald Trump từ cái thế chủ động sang cái thế thụ động. Một cái đất nước mạnh nhưng mà thước nước giàu chứ mà không mạnh, là yếu hơn. Đất nước kia nó nghèo nhưng mà nó mạnh hơn, tại vì nó mạnh đúng cái đó. Chúng ta thấy là hiện giờ nói gì vậy, nhưng mà tháng 10 này thì trước khi họp, trong nguyên tắc hai nước Mỹ và Trung Quốc phải thống nhất cái nội dung thì mới họp được, chứ không phải vô đó. Thành ra hai bên sẽ bàn về cái nội dung đó thì không biết bàn nó có ra lẽ để 15 tháng 10 hay nó kéo sang cuối 31, 30 tháng 10 mình cũng chưa biết. Vì cái nội dung đó nó phức tạp, là hiện giờ Mỹ bị Trung Quốc yêu cầu là dỡ bỏ hết cái cấm cái chuyện thuế quan, thì chúng tôi mới ngồi họp. Giống như Iran nói bây giờ Mỹ phải bỏ hết về vấn đề trừng phạt thì chúng tôi mới bàn với cái vấn đề hạt nhân. Tất cả cái anh Bắc Hàn cũng vậy, thì bây giờ anh bên kia cũng vậy. Do đó chúng ta thấy ông Donald Trump có lẽ cũng phải nhượng bộ. Nhưng mà nếu nhượng bộ hết 500 tỷ thì là khó. Ông có thể nhượng bộ lúc nào đó, thế nào đó nó từ bước, để hai bên đi đến từ bước, để cho thấy rằng là họ sẽ ngồi lại. Thành ra chúng ta thấy cái tình hình hiện giờ đó, nói gì thì nói, ông Donald Trump quyết tâm phải có một cái lần ngồi xuống ký cái gì đó với Trung Quốc, ký cái tạm thời, dầu cái đó là cái xấu nhất, ông cũng phải ký, hơn là không ký gì hết. Thành ra chúng ta thấy cái tình hình hiện giờ tháng 10 mình hy vọng là nó 15 tháng 10, nhưng mà nó kéo dài, và chưa kể vô tháng 10 họp không xong thì kéo tháng 11. Bởi vì Mỹ họp bị ép vào cái thế phải bỏ hết thế làm sao? Làm sao? Thành ra, nhưng mà đối với Mỹ, Mỹ cũng không có lỗ. Hồi xưa là mình không đánh đồng thuế nào, dù mình đánh 500 tỷ thì bây giờ không đánh cũng không mất đồng bạc nào. Thành ra ông Trump ông có thể lý luận như vậy. Và cái điều đó cho thấy rằng là các cái nhà kinh doanh ở Mỹ họ nói đúng, họ nói là chúng tôi không biết chừng nào ông Trump với Tập Cận Bình thỏa thuận, do đó chúng tôi không đem công ty ra khỏi Trung Quốc, là lý do là như vậy. Cảm ơn khán giả, chúng tôi trở lại sau phần quảng cáo ngắn.